Thách Yến làm tương cà đây. Làm tương từ quả cà chua. Ok luôn. Hello, xin chào mọi người ơi. Hôm nay mình sẽ thu hoạch tất cả những cái cà chua còn lại ở trong vườn để làm tương cà nhá. Cả thể ở trong cái vườn này của mình thì mình trồng có 4 cây cà chua thôi, nhưng mà thu hoạch được từng này đây. Mọi người có thấy cái cà chua mình trồng sai quả không? Mà ăn mấy bữa rồi không hết, hôm nay nó chín hàng loạt luôn á. Như hôm trước có bạn gợi ý là mình nên làm tương cà từ quả cà chua xem sao. Đầu tiên là chúng ta sẽ dùng tỏi này, gừng này với cả hành tây băm nhỏ ra nha. Rang một chút hạt tiêu lên, sau đó cho cà chua vào. Lúc này mình thêm cả hành tây này, cả tỏi, cả gừng vào nữa, rồi đảo đều lên. Nếu mà mọi người có quế thì cho quế vào càng thơm nhé. Sau khoảng 20 phút thì hỗn hợp này nó đã nát ra rồi. Mình sẽ đợi cho nguội và sau đó sẽ cho vào cối xay, cho thêm một chút bột năng nữa nha. Đang làm từ cái khúc này, tự nhiên cái máy nó bị hỏng. Khi đổi máy thì mình có cho thêm một ít bột ớt Hàn Quốc. Xay trong khoảng 15 phút thì mình sẽ bỏ ra cái lọc như thế này. Vì cho bột năng vào trước nó hơi đặc nhỏ nên là lúc này lọc hơi cực khổ. Đây là cái phần bã này, mình sẽ bỏ cái phần bã này đi. Bây giờ thì mình sẽ cho thêm một ít đường cắt vàng, một ít giấm vào đây. Đun tới khi nào nó sệt lại và sánh như cái tương ớt thật á mọi người. Không hiểu sao tương của mình không được đỏ như cái tương ngoài hàng người ta bán. Lúc mình nếm thử thì mình thấy hơi thiếu ngọt và hơi cay một chút, nhưng nhìn chung cũng rất là ok cho lần đầu tiên làm. Anh đố cái gì khó hơn nữa đi.